Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hoạt động như một tổ chức bí mật, đảng bắt chuột có giữ được bình. Ngày 31 tháng 3, bài điểm báo trên AFI tiếng Việt cho hay The Economist, Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc loại bí mật nhất quả đất. Theo đó, về sự kiện Chủ tịch nước Việt Nam phải ra đi mà dân chúng không hiểu tại sao, The Economist mở đầu bài viết bằng nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong số những tổ chức bí mật nhất trên trái đất. AFI cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trưng ra ngoài với người dân và thế giới một bộ mặt đồng thuận. Thế nên, việc một chủ tịch nước năm ngoái bị hạ bệ dưới tin đồn tham nhũng và cuối tháng 3 năm 2024, chủ tịch nước thứ hai là ông Võ Văn Thưởng phải ra đi đã gây bối rối không chỉ cho người Việt mà cả cho các nhà đầu tư nước ngoài, vốn coi Việt Nam là nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á. Theo AFI, ông Thưởng tuổi mới hơn 50, là chủ tịch nước trẻ nhất từ trước đến nay. Ông Thưởng lên thay ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi ông Phúc từ chức do liên quan đến vụ án về bộ xét nghiệm trong đại dịch. Hình ảnh AFI điểm báo. Nhưng vẫn theo AFI, chuyến thăm của vua và hoàng hậu Hà Lan bỗng bị hủy theo yêu cầu của Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 3, Trung ương Đảng thông báo ông Thưởng đã từ bỏ mọi chức vụ vì những vi phạm khuyết điểm của ông đã tạo dư luận xấu cho đảng. Bà Võ Thị Ánh Xuân tạm thay thế và chẳng còn nghe nói gì đến ông Thưởng. AFI cũng cho biết Chủ tịch nước chỉ là một trong tứ trụ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gần 80 tuổi được cho là sức khỏe kém và sẽ về nghỉ trong đại hội vào năm 2026. Nhân vật quan trọng nhất của đảng tin rằng đảng không thể tồn tại nếu không chống tham nhũng. Lò của ông đã thiêu cháy nhiều bộ trưởng, hai phó thủ tướng, hàng loạt các quan chức ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. Nhưng nhiều nhân vật có ảnh hưởng cũng lợi dụng việc ông Trọng đốt lò để tranh giành quyền lực. AFI tiếp tục cho hay, ông Thưởng vốn được Tổng Bí thư bảo trợ, nhưng theo chuyên gia Lê Hồng Hiệp ở Singapore, ông được cho là đã phạm sai lầm trong thời kỳ làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2014. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nhiều quyền hành và tham vọng, người dẫn đầu chiến dịch chống tham nhũng có thể liên quan đến vụ ông Võ Văn Thưởng rớt đài. Và chắc chắn ông sẽ quyết giành lấy vị trí quyền lực hàng đầu vào năm 2026. Hình ảnh dàn lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động như một tổ chức bí mật. AFI cho biết thêm, một phái đoàn 60 doanh nhân Mỹ, trong đó có Boeing và Meta, vừa đến Việt Nam. Đối với những người quan tâm đến sự phát triển của Việt Nam, vụ ông Võ Văn Thưởng bị mất chức là đầy bí ẩn. Một mặt, nó cho thấy tham nhũng đã lan đến mức cao nhất của đảng. Tham nhũng khủng khiếp đến nỗi, trong vụ án ở ngân hàng SCB, số tiền lừa đảo lên đến 12 tỷ đô la, cao gấp đôi vụ quỷ One MDB ở Malaysia từng gây rúng động. Đây là điểm bất định khi muốn rời bỏ Trung Quốc sang đầu tư vào Việt Nam. Mặt khác, các tập đoàn đa quốc gia biết cách xoay sở, vả lại khu vực đầu tư nước ngoài ít bị tham nhũng hơn khu vực nhà nước. Điều tệ hại là khi công việc cải cách bị đình trệ, ông Trọng nói rằng vừa chống tham nhũng vừa bảo đảm ổn định là đập chuột nhưng không làm bể bình. Những con chuột đã bị bắt nhưng chiếc bình có vô sự hay không? Việt Nam sắp có câu trả lời. Câu trả lời của Việt Nam theo ẩn ý của AFI phải chăng là việc sắp xếp nhân sự sắp tới cho chức chủ tịch nước để thay thế trọng thưởng, bởi đây là cuộc đại chiến thượng tầng có thể dẫn đến việc đảng mất kiểm soát, khi đó sẽ lộ ra những góc khuất tăm tối nhất của chính trường Việt Nam. Chiếc bình đảng Cộng sản Việt Nam lành lặn hay đổ bể phụ thuộc vào tương quan lực lượng và khả năng kiềm chế của các phe phái trong đảng. Chỉ cần một phe mất kiềm chế có thể xảy ra xung đột, thậm chí có thể là xung đột vũ trang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Hoạt động như một tổ chức bí mật, đảng bắt chuột có giữ được bình. Hồng Phúc dân tộc và mặt trái. Ngày 30 tháng 3, blog Trân Văn trên VOA tiếng Việt tiếp tục bình luận về quy hoạch nhân sự, kế thừa và Hồng Phúc đính kèm đại họa, phần 2. Tác giả lược qua tiểu sử của ông Võ Văn Thưởng để thấy sự nghiệp của cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch nước và một chuỗi những vị trí, chức vụ được sắp đặt để tuần tự nhi tiến đến đỉnh quyền lực. Bắt đầu từ một cán bộ đoàn, ông Thưởng lần lượt thăng tiến và chỉ sau 13 năm, ông đã có mặt ở thượng tầng chính trị. Tác giả nhận định, những người tham gia vào việc lựa chọn sắp đặt con ông cháu cha như ông Thưởng làm lãnh đạo và những cá nhân được ví von là Hồng Phúc dân tộc như ông Thưởng
đã cùng nhau soạn thảo và ban hành Nghị quyết số 26, Nghị quyết Trung ương vào tháng 5 năm 2018. Hình ảnh bài bình luận trên blog Trân Văn VOA. Theo nghị quyết này, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, phải được xây dựng theo hướng cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trên phải kinh qua vị trí chủ chốt cấp dưới, và nghị quyết này chính thức khởi động giai đoạn chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh, chủ yếu được đào tạo trong nước và ở các nước xã hội chủ nghĩa, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Tác giả cho rằng, sở dĩ nghị quyết số 26 nghị quyết Trung ương xuất hiện song hành với những tuyên bố đề cao tôn trọng khác biệt, những chính sách về chiêu hiền đãi sĩ, vì đó là nền tảng nhằm đảm bảo con ông cháu cha tiếp tục nắm giữ vai trò lãnh đạo cao nhất của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam, và ông Thưởng chính là ví dụ cụ thể rõ ràng nhất về tâm địa của giới lãnh đạo thể chế chính trị tại Việt Nam. Hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, gương mặt điển hình của hồng phúc dân tộc. Tác giả mỉa mai, hiện tại Thuần Túy nào có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần nghị quyết số 26 nghị quyết Trung ương như ông Thưởng để cạnh tranh với ông Thưởng nhằm đảm nhận các trọng trách như ông Thưởng. Dân chủ xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện cho những thứ như nghị quyết số 26 nghị quyết Trung ương ra đời và tiếp tục chi phối cả hiện tại lẫn tương lai của xứ sở, dân tộc, biến Việt Nam thành nơi của con ông cháu cha do con ông cháu cha khiển dụng, vì con ông cháu cha theo hướng cho ngày nay, cho ngày mai và cho muôn đời sau. Tuy nhiên, tác giả đánh giá mọi thứ đều có mặt trái, nghị quyết số 26 nghị quyết Trung ương cũng thế. Không có nghị quyết số 26 nghị quyết Trung ương sẽ không có chuyện chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc chọn bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, ái nữ của bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, làm phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư của tỉnh. Bởi công tác cán bộ được xây dựng dựa trên nghị quyết số 26 nghị quyết Trung ương, việc lựa chọn bổ nhiệm bà Trang được khẳng định là đúng quy trình. Chuyện thu hồi quyết định bổ nhiệm chỉ nhằm giải độc dư luận. Thân mẫu của bà Trang hoàn toàn vô sự. Tác giả nhận xét cho dù là tâm của một trận bão dư luận, bà Trang chỉ tạm lui. Gần đây, thiên hạ mới dám dự đoán sự nghiệp chính trị của bà Trang có thể là gian dở vì thân mẫu của bà vừa bị bắt do nhận hối lộ. Tuy nhiên đó chỉ là dự đoán. Tác giả châm biếm dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng. Không thể dùng lý để đánh giá nhận định về công tác cán bộ nhờ là con ông cháu cha. Thân mẫu bà Trang thôi làm giáo viên để tham gia công tác đoàn, rồi chuyển sang công tác đảng, rồi thành quan đầu tỉnh. Bất kể hàng loạt scandal, cuối năm ngoái thân mẫu của bà Trang vẫn là người dẫn đầu về tỷ lệ được Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tặng phiếu tín nhiệm cao. 2 tháng sau khi thân mẫu bà bị tống giam, tuy nhiên, theo tác giả, bà Trang chỉ là một trong hàng loạt hồng phúc dân tộc, bỗng nhiên bạc phúc như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Hồng phúc dân tộc và mặt trái. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d